kể rằng bác đòi nghe câu ví. Nhớ làng sen từ thuở ấu thơ, mà xung quanh vẫn lặng như tơ. Bác chờ mãi không thôi. Bác muốn nghe một câu hò Huế, bởi nước non chia cắt vẫn chưa lìa. Bác muốn nghe một câu hò Xứ Nghệ, bởi làng sen dây dứt trong tim. Bác muốn nghe một đôi cung dân ca, trước lúc đi xa qua bên kia bầu trời, người muốn đến tận mộ cùng bài ca đất nước. Gọi xung quanh, bác muốn nghe một đôi làn quan họ. Ôi may sao bỗng có em gái nhỏ bước vào gần bác. Rồi cánh phong sáo động trong nước mắt, những lời ca nức nở tái tê rằng người ơi người ở đứng. Bác nhìn em rơm rơm hàng mi. Bác muốn nghe một câu hò Huế, hoặc muốn nghe câu hát dặm quê nhau. Bác muốn nghe một đôi làn quan họ, bởi bài ca đất nước sao quê. Chúng đang xa, bác muốn non sông đinh ninh lời dặn dò rằng đã yêu tổ quốc mình, càng yêu tha thiết những khúc hát dân ca. Chuyện kể rằng trước lúc người đi xa, chuyện kể rằng trước lúc người đi xa. Đây tiếng khóc những anh hùng bất khuất, những chiến sĩ nghìn ngày đuổi giặc, từng dẫm nát trăm trại giam, trăm bãi chiến trường, dù trăm phen đổ máu vẫn xem thường. Nay như con trẻ bỗng òa bưng mặt khóc, bị đốn tận lòng, bị đau tận gước. Cái cơn đau của rừng nghiến đại ngàn, giằng xuống rồi lại nổi dậy từng cơn. Hồ Từ Trần ngày mùng 2 tháng 9 năm 1969, đúng vào ngày kỷ niệm Bác đã khai sinh nền độc lập của dân tộc. Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta.